Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 56. Ngày nào chúng ta cũng nhắc nhở gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố hết quý vị. Nhưng hôm qua Như Đức ngồi nói chuyện với chúng, Như Đức nói một câu: người mà sống trong chùa của mình ở đây, ba điểm chùa, người nào chỉ cần giải đãi niệm Phật, không thích niệm Phật, là người này chắc chắn ra khỏi chùa. Chắc chắn luôn. Và Như Đức nói một câu rằng một ngày đi làm việc, đối về cái việc cuộc sống mình hưởng trong ngôi Tam Bảo không đủ, không đủ. Nhưng chỗ bị dư thừa là chỗ nào? Niệm Phật. Niệm Phật mới dư thừa. Một ngày làm việc không đủ. Cũng như cái duyên phước của những đức mà khuyên người niệm Phật, nó thù thắng không tưởng tượng được. Thù thắng dữ lắm. Còn nếu như quý vị làm công việc bình thường, có chừng một ngày quý vị làm, cái cuộc sống của mình ở trong cái mảnh đất Giả Lam này chừng không đủ. Nhưng quý vị dư là nhờ quý vị niệm Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nên những đức nhắc chúng trong chùa, người nào chỉ cần là một con người nhạt nhẽo niệm Phật, giải đãi niệm Phật, không tin vào bổn nguyện niệm Phật, là tức khắc người này là không thể nào ở trong ngôi chùa tu tịnh độ chúng ta. Chắc chắn luôn. Dù quý vị có làm giỏi cỡ nào cũng không bằng niệm Phật. Nhớ nghe. Quý vị có làm giỏi cỡ nào cũng không bằng niệm Phật giỏi. Làm giỏi chưa chắc niệm Phật giỏi. Niệm Phật giỏi sẽ làm giỏi. Niệm Phật giỏi là sao giỏi? Là biết mót câu Phật hiệu. Mỗi lúc mỗi nơi biết mót câu Phật hiệu. Mỗi nơi mỗi chỗ đều áp dụng câu Phật hiệu vào cuộc sống được. Đó gọi là người niệm Phật giỏi. Người niệm Phật giỏi là như thế nào? Như thế nào là người niệm Phật giỏi? Là người mỗi lúc mỗi nơi biết mót câu Phật hiệu. Mỗi lúc mỗi nơi biết đem Phật Pháp áp dụng vào cuộc đời, cuộc sống của mình. Người niệm Phật giỏi là người bận cỡ nào cũng mót câu Phật hiệu được. Đây là niệm Phật giỏi. Còn một ngày bị lên chánh điện dài ba thờ, ba bốn thờ, mà bước xuống một cái chỗ đông đúc, chỗ bận rộn mà không niệm Phật thì không phải gọi niệm Phật giỏi. Cái niệm Phật giỏi, cái người mà tín nguyện niệm Phật là chỗ đông đúc, chỗ bận cỡ nào cũng muốn mình niệm Phật mà không bao giờ nặng nề. Mình niệm Phật người ta la lối, mình niệm Phật người ta làm cái gì ầm ầm chạy đôn chạy đáo, bản thân mình sẽ không bao giờ bực bội. Người này mới là người niệm Phật giỏi. Người niệm Phật giỏi mà muốn nhiếp tâm, mà nghe tiếng động, nghe ai chạy lăng xăng hay nghe người ta la lối mà mình bực bội, là người này không phải niệm Phật giỏi. Cái người niệm Phật là cái người luôn luôn gặp sự cố đều là giải hết, nó không có nặng nề, thì đây mới là người biết niệm Phật. Còn người niệm Phật mà động một cái là nói làm dao động tâm, hoặc là làm tôi phát lên cái ý niệm này kia, hoặc là quý vị làm phiền người ta niệm Phật này kia đâu, người này không phải niệm Phật giỏi. Người niệm Phật giỏi là mỗi lúc mỗi nơi mỗi chỗ quý vị đều áp dụng được, là niệm Phật giỏi. Còn một ngày hai ba thời lên chánh điện, đó là cái điểm nhắn để bản thân của mình tiến. Bỏ cái điểm nhắn đó thì có khi nó lại bê tha. Nên cái gốc là dài ba thờ đó để gầy dựng cái gốc. Còn phát lên là mỗi lúc mỗi nơi phải niệm Phật. Nhớ nghe quý vị. Nếu mà bỏ đi mấy cái thờ tu kia luôn là mất gốc. Mất cái gốc.
Nên Phật tử mỗi ngày mà hai thời sáng tối là giữ cái gốc cho chắc, duy trì cái gốc đó, không có bỏ niệm Phật. Duy trì cái gốc đó thì quý vị mới siêng năng niệm Phật đi đứng nằm ngồi. Nói mà buổi sáng niệm Phật một thờ, lễ Phật một thờ là quý vị thấy đầu óc tỉnh táo liền. Như bữa nay nhà Đức tổ chức chương trình khiếm thị này, cả ngày nay công việc này kia lưu bú, nên buổi sáng nhà Đức phải lễ Phật trong phòng. Quý vị coi, nhà Đức không có bỏ lễ Phật nghe. Một chút nhà Đức cũng lễ nữa. Phải lễ Phật, niệm Phật lễ Phật. Nhà Đức ngồi chút nhà Đức cũng niệm Phật. Rồi nhà Đức niệm Phật, nhà Đức lễ Phật, không có bỏ. Vì nhà Đức biết được cái công đức niệm Phật thù thắng. Nên người trong chùa mà cái cuộc sống mọi mặt đầy đủ là nhờ niệm Phật mà ra đó. Quý vị có làm giỏi cỡ nào đi chăng nữa, quý vị cũng không có điều kiện lo nổi cho chúng này đâu. Chỉ có cái công đức niệm Phật nè mới trang trải cái gì trong chùa này đủ nè, mà bình an vui vẻ gì nè. Nên cái người ở trong chùa mình mà giải đãi niệm Phật là quý vị quá dại khờ, cực kỳ dại khờ luôn. Quý vị không bao giờ ở trong cái ngôi chùa tu tịnh độ này đâu, chắc chắn quý vị luôn. Cái người mà ra khỏi ngôi chùa tu tịnh độ mình toàn là những người không có tín nguyện niệm Phật. Cái người mà tín nguyện niệm Phật á, gặp được một ngôi chùa tu tịnh độ gì, rồi gặp đạo tràng niệm Phật gì là người ta mừng húm. Trong cuộc đời người ta khó tìm gặp được, bây giờ người ta gặp được, ai mà đi bỏ cuộc. Chuyên tu đến mức mà chuyên một câu Phật hiệu luôn rồi còn cái gì nữa. Mà câu Phật hiệu là Phật A Di Đà, ngày dùng để tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Quý vị tìm ở đâu ra nữa, quý vị đi tìm cái gì nữa bây giờ. Ngay câu Phật hiệu là đại thù thắng mà đi bỏ. Không niệm Phật thì niệm cái gì? Không có làm một cái việc gì trong cuộc đời này mà bằng niệm Phật đâu. Những đức bây giờ nếu bỏ niệm Phật mà những đức làm bao nhiêu việc giỏi. Một mình những đức làm hơn 20 người, những đức cũng không đủ tiền nuôi các cụ trong chùa này. Nhưng mà chỉ có khuyên người niệm Phật và những đức niệm Phật, những đức niệm Phật mới khuyên người niệm Phật. Những đức không niệm Phật làm sao khuyên người niệm Phật. Nên những đức khuyên những người huynh đệ mà giảng tịnh độ là phải tín nguyện niệm Phật thì mới giảng tịnh độ. Khi các huynh đệ mà tín nguyện niệm Phật rồi, các huynh đệ một ngày giảng bao nhiêu buổi, nhưng giảng xong sẽ hoàn toàn quên và tiếp tục giảng khi người niệm Phật, không bao giờ sợ trùng lập. Khi cái tâm không sợ trùng lập thì mấy anh em giảng vô cùng tự tại. Còn nếu như không niệm Phật là tự nhiên cọ văn tự, cứ sợ trùng lập, sợ trùng lập, sợ trùng lập rồi giảng không được. Nên những đức thấy rõ ràng là những đức giảng tịnh độ, những đức giảng xong những đức quên mất tiêu. Xong những đức tiếp tục giảng nữa thì nó có cái lạ cái mới. Tại vì mình đâu có học thuộc đâu mà hoàn toàn đọc lại. Mình là bất xuất tự nhiên, là tự nhiên phát ra. Thì phát ra xong rồi tự mắc, mắc rồi bắt đầu mình giảng tiếp tục phát ra. Nên từ nơi đó mà giảng tịnh độ cực kỳ tự tại là ngay chỗ tín nguyện niệm Phật. Tín nguyện niệm Phật. Nên cái người giảng tịnh độ là phải tín nguyện niệm Phật. Người không tín nguyện niệm Phật là vì biết họ giảng vòng vòng. Họ vòng do tam quốc, vòng do tam quốc, vòng do tam quốc. Cái người mà không tín nguyện niệm Phật, không hành trì tịnh độ là họ sẽ vòng do tam quốc. Họ lôi tùm lum tùm la tứ tung lang tang ra họ nói. Họ nói cho quý vị không biết hành chỗ nào luôn. Là quý vị biết cái người này không có tín nguyện niệm Phật. Còn cái người tín nguyện niệm Phật họ sẽ đi sâu ngay câu Phật hiệu. Ngay bổ nguyện Di Đà là tín nguyện niệm Phật đó. Thì nhớ. Nên tại sao hàng Phật tử mỗi ngày nghe những đức giảng hai buổi, quý vị không có chán niệm Phật? Vì những đức nhắm ngay bổ nguyện Di Đà luôn. Vì mục tiêu chúng ta là nắm chắc câu Phật hiệu niệm Phật để cầu Phật tiếp dẫn mà. Không tán thán danh hiệu Phật là nói cái gì giờ? Có người hỏi những đức, theo thầy giảng trì giới niệm Phật hay là niệm Phật trì giới? Những đức nói thờ của tổ sư thì nói trì giới niệm Phật, thờ chúng ta thì là niệm Phật trì giới. Ủa hai cái này nó khác hả thầy? Nếu bạn nói khác là khác, bạn nói nó giống thì giống. Nhưng nhớ nè, niệm Phật cỡ mở tâm lượng, mở tâm lượng rộng ra. Khi tâm lượng mở rộng rồi, tâm khoan dung tha thứ cao. Khi tâm khoan dung tha thứ cao rồi, lúc đó mới trì giới. Những đức thấy rõ ràng khi niệm Phật tâm lượng mở rộng thì mới thương người. Những đức mà đi thương người trước rồi mới niệm Phật, những đức làm sao thương người? Những đức thấy được cái lợi ích của niệm Phật nên những đức mới mở rộng tâm lượng. Có chỗ nương tựa bình an là nương tựa A Di Đà Phật, nên những đức mới yên tâm mở rộng tâm lượng với tất cả người. Nên những đức thấy rõ ràng niệm Phật thì mới trì giới được.
Cái người mà siêng năng niệm Phật và gầy dựng tín nguyện niệm Phật là tức khắc cái tình chấp họ nhẹ dữ lắm. Mà tình chấp nhẹ rồi mới trì giới được. Có người mà tình chấp nó quá nặng là con người này càng ngày càng khó tính. Khó tính thì không có trì được đâu quý vị. Trở thành học đạo khó khăn. Quý vị biết vì sao ngày xưa có nhiều ông già học học đạo Nho mà người ta chịu không nổi mấy ông. Chấp và ra. Nên ai cũng thấy sợ chứ. Ở dưới quê lúc trước nhưng Đức biết một cái chú này. Ông hiểu biết rất là nhiều. Ở dưới miền Tây ấy, mà ông cứ ngâm nga kệ ngâm nga rồi đó. Thì vị biết rằng là ông học mà ông chấp nặng kinh khủng luôn. Trời ơi, mỗi lần mà đám cưới đám giỗ chồm xốp không có ai mà dám lại cái bàn của ông ngồi chung. Chỉ có người xa lạ không biết ông. Nhìn ông thì phong độ sang trọng, có học thức. Nhưng ông lại là người rất chấp pháp và cực kỳ khó khăn. Cả con cháu gặp ông là né đi đường khác. Người mà biết ông là không ai dám lại ngồi cái bàn chung với ông. Cái gì ông cũng bắt lỗi không phải. Chỉ có người xa lạ mới đến ngồi. Ông đụng cái gì là ông chấp nặng, ông đều bắt lỗi người ta cái đó. Nên ông học đạo với người ta sợ không hết. Người như vậy, dù quý vị có thông cỡ nào đi chăng nữa cũng là sai. Học đạo không phải là người như vậy. Nhớ. Người ta càng học đạo thì ta càng dễ tính. Người ta càng học đạo thì càng khoan dung tự tại. Còn mình càng học đạo mình càng khó khăn là mình nặng nề rồi. Đã là khó khăn nặng nề là mình làm sao có kết quả được sự an lạc. Mình học như vậy người ta nhìn mình ai dám học. Mình nói Phật pháp tốt không ai tin. Nên những đức nói niệm Phật mở rộng tâm lượng. Tâm lượng mở rộng thì mới trì giới. Nên bây giờ thời cuộc chúng ta gọi là niệm Phật trì giới. Thời cuộc chư tổ dạy trì giới niệm Phật. Người ta có đủ năng lực học thông đạt đến chỗ trì giới, người ta niệm Phật. Như 100 mấy chục vị học tập cùng với ngài Vệ Viện đều thành tựu hết. Nhà Nho người ta hoàn toàn thông suốt. Quý vị biết học thông nhà Nho cũng không đơn giản. Rồi người ta hướng đến ngài Vệ Viện, người ta học tập, người ta niệm Phật, ta thành tựu hết trơn. Gọi là thời cuộc đó của người ta trì giới niệm Phật. Còn thời cuộc của mình, khả năng của mình là phải cỡ mở tâm tư ra từ ngay câu Phật hiệu, gọi là niệm Phật trì giới. Mở tâm lượng ra rồi mới có đạo đức. Thấy rõ ràng luôn. Chính bản thân những đức mà mới vô chùa, nếu bắt những đức đi học và khuôn những đức cách này, khuôn những đức cách kia là những đức đã bỏ đạo lâu rồi. Làm có được rồi bỏ đạo luôn. Nhưng mà như mới vô chùa nhờ những đức chuyên niệm Phật, nhờ chuyên niệm Phật, sai quấy mà cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm giết rồi tự nhiên càng ngày càng mở tâm lượng ra và nuôi bao nhiêu người già luôn, làm bao nhiêu việc lợi ích cho người ta. Thì những đức nhìn ra cái công đức niệm Phật mở ra tâm lượng. Tâm lượng khi mở rộng rồi thì mình mới có đạo đức. Giới lực giống như đạo đức đi. Lúc đó mình biết thương người giúp người. Biết thương người biết giúp người. Mà tính tình là dễ. Vì mình học đạo khi mình tự tại mình sẽ rất dễ tính. Quý vị phải biết. Có những người người ta qua đảnh lễ đại lão và thượng tịnh không, người ta nói như Đức nghe. Gặp ngài hoan hỷ lắm. Ngài cười, ngài vui hoan hỷ lắm. Rồi hòa thượng Hải Hiền khi còn tại thế niệm Phật dễ tính lắm. Dễ thương lắm. Công việc gì làm được là làm mà không có nói rằng là tôi là người tu nhiều năm thì tôi không làm, không phải. Ngài làm được gì ngài làm. Ngài dễ tính lắm. Thấy Phật tử đi về chùa là ngài đem ghế cho người ta ngồi xong, ngài ngồi nói chuyện với người ta, khuyên người ta niệm Phật. Đa phần cái người tín nguyện niệm Phật là người rất dễ tính. 100% luôn. Họ chỉ dẫn quý vị cái nào nghiêm khắc ra nghiêm khắc.
Còn bình thường họ rất vui vẻ, dễ tin. Người tín nguyện niệm Phật 100% như vậy, chắc chắn luôn. Và người tín nguyện niệm Phật, quý vị càng tu quý vị sẽ càng hạ kiêu ngạo xuống. Bị nhớ, cái đầu mối không tiêu trừ được nghiệp. Niệm Phật mà không tiêu nghiệp là ngay chỗ nào? Kiêu ngạo. Cái tâm kiêu ngạo là cái tâm tăng nghiệp. Mà cái tâm kiêu ngạo là cái tâm khổ. Tại vì kiêu ngạo ta đây là khổ chứ sao? Cái mặt mình nó nhỏ xuống thì người ta có thấy mình không thấy mình không quan trọng. Nhưng cái mặt mình to lên mà không ai thấy mình là bực bội liền, đúng không? Gặp mình mà không chào một cái là mình tức liền. Phải mặt to. Mình không khéo mình tu ra cái mặt to, chứ không phải là tâm to. Mình tu ra cái tâm to thì con người mình sẽ dung chứa được nhiều. Nhưng mình tu ra cái mặt to là mình sanh phiền não nhiều, chắc chắn với quý vị luôn. Nên hàng Phật tử mà những đức hướng dẫn, đa phần người nào đến tu cũng là người vui vẻ dễ tính. Càng tu thì càng cởi mở tâm tư, không có chấp nhất nặng nề. Phiền não buông xuống, niệm Phật an lạc tự tại. Còn có nhiều nơi Phật tử họ chấp rất là nặng. Cả cái việc quy y của họ, họ cũng chấp nặng cái việc. Bà quy y mấy năm mà nói chuyện với tôi. Tôi 10 năm, 15 năm rồi đó bà. Bà mới có 1, 2 năm mà giải đời tôi. Thấy không? Tình chấp quá nặng. Kiêu ngạo ngã mạn cao. Cả cúng dường mà cũng kiêu ngạo ngã mạn, không khéo. Cả cúng dường mà cũng kiêu ngạo ngã mạn. Cả cúng dường mà cũng nói tôi có công cán, cúng dường nhiều. Tôi có công cán làm việc đó gì. Làm xong kể lễ, không có công đức đâu bạn à. Bạn có làm lớn cỡ nào cũng không có công đức chứ. Công đức là từ cái tâm không chấp nặng nề. Khen cũng được mà không khen cũng được, không quan tâm tới. Khen cũng vì chúng sanh mà khen, không chê cũng vì chúng sanh mà không chê. Cái gì cũng là vì chúng sanh. Vì thì đúng rồi. Còn nếu như không hiểu, làm được việc gì lợi ích một chút, cúng dường tam bảo, hộ trì tam bảo, hộ trì thầy, hộ trì sư cô, mang một cái tâm tình chấp nặng nề, chỉ cần nói động đến là phiền não đùng đùng nổi lên liền. Có những người cúng dường tam bảo, chỉ cần động họ thôi, họ đi đòi của lại, đòi tiền, đòi xe. Đây là cái tâm tu học mà không hiểu biết. Tu học mà không được dạy để cho hiểu biết. Những điều những đức giảng thuyết này hàng Phật tử đều nghe hết trơn. Quý vị đệ tử ai mà không nghe được? Phật tử chùa nào mà không cần nghe? Vì nghe những điều này vì áp dụng trong chùa vì đi. Áp dụng cái nơi vị theo thầy nào đó, cô nào đó. Áp dụng đi. Mình hộ trì tam bảo là mình cảm ơn tam bảo, cảm ơn thầy đã tạo điều kiện cho mình được làm việc thiện, việc tốt. Một ngày thầy có ăn 3 buổi cơm, ăn cái gì hơn người đâu. Mình đưa tiền mình cúng dường như vậy. Bây giờ hòa thượng ngày lớn tuổi, quý vị cúng dường như hòa thượng. Không lẽ quý vị đi kể lễ với hòa thượng, con cúng ngày bao nhiêu bao nhiêu. Hòa thượng ngày cực khổ, ngày lớn tuổi gì, quý vị cúng dường ngày, ngày xây từng cái căn nhà, từng cái phòng cho người ta ở. Vì kể lễ là vì có tội. Nên tại sao người hiểu biết khi cúng dường người ta quỳ xuống, người ta lại: con cảm ơn thầy, vì con tuy có tiền nhưng con muốn làm việc thiện, con không biết làm sao, không biết làm sao cho đúng nó đúng chỗ, nên con xin nhờ các ngài làm giùm cho chúng con việc thiện việc tốt. Nghĩa là mình cúng dường mình nhìn được cái chỗ người ta làm việc thiện việc tốt xác thực. Chùa chiền người ta nuôi bao nhiêu con người, làm bao nhiêu việc ý nghĩa, thì việc này mình cúng dường là quá thù thắng rồi. Còn con người mình nhận cúng dường ăn gì cá nhân mình, mà nếu để người ta quỳ người ta lại mình là mình cẩn thận. Mình không giảng sanh mình lại lại cho người ta đó. Mục tiêu người ta cúng dường cho mình không phải là cái chuyện mà người ta không cầu đâu. Nên những đức từng nghe hòa thượng nói một câu: người ta nhờ mình cầu an thì việc này hơi dễ. Tại vì mình cầu an thì thôi. Còn nếu như người ta nhờ mình cầu siêu là dính tới phần âm hương linh. Nên mình mà nói mà đi cầu siêu cho người mình nhận tiền, mà mình mà không làm cho chân thật từ tâm mình hết lòng hết dạ là phiền phức. Vì họ không siêu thì họ sẽ oan hồn đi theo mình, phiền phức. Tại mình nhận tiền giống như mình đã nhận của người ta để làm việc mà mình làm không tròn vẹn thì mình sao?
mình sao mình hiểu rồi đó, hiểu không? Nên Hòa Thượng Ngài nói rằng là cầu an thì cầu an, không an thì thôi, đó là tùy duyên. Còn cầu siêu là khó đó, phải làm thật lòng từ tâm, nhiệt tình hết mình. Nên trong chùa mình, người ta lại người ta cúng dường Tam Bảo, mọi người người ta đều được nghe pháp để cởi mở tâm tư hết. Cái việc mà tình chấp nặng nề của người ta sẽ hoàn toàn nhẹ, từ người sống đến người chết, vì chùa mình thiết pháp suốt. Nên khi mình cúng dường cho các thầy mà làm Phật sự, làm việc ý nghĩa, mình hãy nhìn xác thực có làm, mình cúng. Khi mình cúng rồi, cái tâm của mình phải cung kính cảm ơn, vì nhờ thầy làm giùm cho con. Khi người thầy này thấy mình cúng dường từ phương xa đến, đãi đằng lo lắng cho mình, tâm mình cảm ơn, cung kính, cảm ơn, đội đức. Vì sao? Vì con nhờ thầy làm giùm, chứ con không cầu gì mà thầy ưu ái gì con cả. Vì con cảm ơn thầy hoàn toàn, nhờ thầy giúp cho con tu phước tu duyên. Vậy thì đúng rồi. Còn nếu như người không hiểu đạo, Phật tử không hiểu, khi cúng dường một cái là lên mặt, hộ trì Tam Bảo lên mặt, giúp đỡ với thầy lên mặt, đây là cái hành động không bao giờ có công đức. Làm việc thiện việc tốt gì một chút đi khoe khoang, không vì người mà vì cá nhân mình, khoe khoang để cho người ta khen mình. Chỉ cần bạn có cái tâm này, không bao giờ có công đức. Chắc chắn với bạn không bao giờ có công đức. Nên nghe những bài giảng này cực kỳ quan trọng luôn. Vừa là tín nguyện niệm Phật, vừa là biết bố thí cúng dường. Quý vị nhớ, trong cuộc đời chúng ta tài thí pháp thí vô ý thí cần phải làm. Vì đời này làm, đời này chúng ta sẽ thay đổi số mệnh. Và nhiều đời nhiều kiếp từ tài thí pháp thí vô ý thí mà dễ độ sanh. Tài thí thì giàu sang, quý vị có của cải đầy đủ, dễ tu, làm việc gì cũng tiện bề. Trong cuộc đời này không có tiền không làm được gì hết. Quý vị công nhận điều đó không? Những đứa không có tiền sao làm được nhiều việc? Nên nhất định phải bố thí tài là bố thí tiền, giúp người như chương trình kiếm thị về đây cho tiền người ta đều là bố thí tài. Những đức làm bao nhiêu chuyện này khuyên vị là bố thí tài. Rồi những đức thuyết pháp cho họ nghe là bố thí pháp. Bố thí pháp là thông minh trí tuệ, pháp là phương pháp. Ví dụ như mai đồ, trồng lúa, dịch giải, làm những công việc không có phải là sát sanh hại vật hại người, họ bị dạy người ta là bố thí pháp. Nấu đồ ăn bị dạy người ta nấu đồ ăn chay đàng hoàng là bố thí pháp. Quý vị đem Phật pháp giới thiệu là bố thí pháp. Giới thiệu máy nghe pháp V52 để người ta đặt, người ta tặng cho ông bà cha mẹ người ta là bố thí pháp. Quý vị dạy người ta đặt máy niệm Phật là bố thí pháp. Nên Phật tử ở chùa mình, quý vị giới thiệu máy niệm Phật là bố thí pháp. Lập cái trang Facebook giới thiệu máy nghe pháp, máy niệm Phật, đèn bông sen để bàn thờ ông bà bắt niệm Phật là bố thí pháp. Phải không? Vì coi vị giới thiệu ta một cái đèn bông sen, người ta để cho bàn thờ để bắt niệm Phật suốt luôn, ông bà dòng họ người ta chưa siêu thoát được nghe câu Phật hiệu này. Từ một cái việc quý vị giới thiệu một chiếc đèn bông sen này mà lợi ích cho bao nhiêu người được nghe câu Phật hiệu này. Đây là bố thí pháp đại thù thắng, không có trực tiếp nhưng gọi là gián tiếp bố thí pháp. Rồi một cái năng lượng niệm Phật, quý vị coi, người ta để ngay một cái hầm hố gì, ngay đường đi đồ, bao nhiêu người đi qua đi lại, bao nhiêu côn trùng, bao nhiêu chúng sanh, ruồi, muỗi, kiến, gián được nghe. Quý vị đã gieo cái duyên bố thí pháp gián tiếp. Bố thí pháp thì thông minh trí tuệ. Quý vị càng thông minh trí tuệ không? Càng càng thông minh trí tuệ phải bố thí pháp. Chính bản thân những đức đã thay đổi rõ ràng. Ngày xưa một mình những đức nói chuyện cho một hai người nghe còn được, nói chừng 5-10 người những đức sẽ hớp. Nhưng bây giờ những đức rất tự nhiên, rất tự tại, và nói chuyện là vô cùng lưu loát, là nhờ từ đâu? Bố thí pháp giúp cho người ta bình an, là bố thí vô ý. Người ta bất an khuyên người ta an tâm, người ta lo sợ giúp người ta đỡ lo sợ. Con vật nó bị nhốt sắp sửa bị giết, cứu nó, tha thả nó, quy cho nó niệm Phật thả nó, là phóng sanh. Bố thí vô ý phóng sanh, sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Vì coi có tiền, có trí tuệ, có sức khỏe tuổi thọ kéo dài, phải dễ độ sanh không? Nếu như bây giờ quý vị có hai thứ sau là thông minh, trí tuệ và sức khỏe tuổi thọ kéo dài mà không có phước, có tiền, bị làm được việc gì trong cuộc đời này? Còn nếu như quý vị có tiền mà bị ngu si, rồi bị sao làm sao biết dùng tiền?
Mà bây giờ vị có tiền, có thông minh trí tuệ nhưng vị lại chết yểu, thì hai kia vị dùng được không? Không. Nên ba điều này nhất định phải làm. Tài thí pháp thí vô ý thí càng phải làm. Đó là bố thí giúp đỡ người nghèo khổ, đem tiền đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật, đèn bông sen tặng người. Điều là từ trong tài thí có pháp thí. Rồi đem phương pháp tu hành giới thiệu cho mọi người, đem những buổi giảng này gỡ cho nhiều người được nghe. Rồi từ con ruồi, con mũi, con kiến không dám giết, còn ăn chay phóng sanh. Đây là tài thí pháp thí vô ý thí, cực kỳ thù thắng, càng phải gieo nhân để cái quả báo mình được thù thắng. Nên quý vị nghe điều này rõ ràng, hàng Phật tử cần phải nghe. Sự lợi ích của nghe cái này quá lợi ích, quá lớn. Câu Phật hiệu này nhất định phải siêng năng niệm. Nhớ nha quý vị, đây là đại công đại đức. Niệm câu Phật hiệu là đại công đại đức, đừng nên bỏ. Phải niệm liền, phải niệm liền. Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Phải niệm liền, không được giải đại. Những đức làm được bao nhiêu chuyện, lo bao nhiêu con người, giải quyết bao nhiêu vấn đề, từ niệm Phật mà ra 100%. Nên niệm Phật có thể trì giới được. Trì giới trước niệm Phật sau chưa chắc làm được. Dù có nói ngon nhưng làm không ngon, quý vị hãy kiểm định đi, chưa chắc làm được. Nếu như đi từ trì giới giảng giết rồi, người ta sợ luôn, hết dám tu luôn. Vì thử đi. Nhưng nếu mà quý vị là người tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, đi từ niệm Phật, quý vị sẽ mở tâm lượng ra. Khi tâm lượng mở rộng, trí tuệ sáng, lúc đó quý vị sẽ biết trì giới như thế nào phù hợp, chắc chắn luôn. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng mỗi ngày nghe như vậy để gây dựng tín nguyện kiên cố. Được thân người khó được, gặp Phật pháp khó gặp, gặp tịnh độ càng khó. Mỗi ngày nghe tịnh độ khó lắm, được duyên này hết rồi. Cố gắng quý vị, quyết chí đời này phát nguyện làm việc thiện việc tốt, gì cũng mục tiêu là cầu sanh cực lạc. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc Tây Phương. Chúc vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.